Chào mừng bạn đã đến với kênh Văn học và những cảm nhận. Các bạn thân mến, trong video bài giảng Tràng Giang phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu khái quát về nhà thơ Huy Cận và bài thơ Tràng Giang, bài thơ tiêu biểu nhất cho phong cách sáng tác của ông. Trong video này, chúng ta sẽ đi vào phần đọc hiểu văn bản và tổng kết giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tràng Giang các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung bài thơ qua phần thể hiện khá mới mẻ với bài hát Tràng Giang thơ Huy Cận, phổ nhạc Quyên Trang Powell. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lời đề từ của bài thơ Tràng Giang. Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. Các bạn thân mến, lời đề từ là những câu văn hoặc câu thơ ngắn gọn, cô đọng, thường đặt ở đầu tác phẩm hoặc chương sách để thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm hoặc của chương sách đó. Cũng có lời đề từ được tác giả mượn lời từ ý văn, ý thơ hay một câu nói của người khác. Và câu đề từ trong bài thơ Tràng Giang cũng thế. Câu thơ đã thể hiện cảm xúc chủ đạo của cả bài thơ. Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. Trước cảnh trời rộng sông dài, trước cái bát ngát mênh mông của thiên nhiên, lòng con người dấy lên tình cảm bâng khuâng và nhớ. Từ lái bâng khuâng được sử dụng rất đắc địa. Nó nói lên được tâm trạng của chủ thể trữ tình. Đó là tâm trạng buồn bã, u sầu, cô đơn và lạc lõng. Con sông dài, nghe miên man tích tấp ấy cứ vỗ sóng đều đặn khắp các khổ thơ, cứ cuộn sóng lên mãi trong lòng nhà thơ, làm rung động trái tim người đọc. Và những con sóng lòng đầy ưu tư, sầu não như thế đã được khắc họa ngay trong khổ thơ đầu tiên với cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước trong nhịp thơ 43 trải dài. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mãi nước sông sông, thuyền về nước lại sầu trăm ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Câu thơ mở đầu lặp lại nhan đề tác phẩm Tràng Giang với cách điệp vần an được sử dụng đầy tinh tế, đã gợi lên trong người đọc cảm giác về con sông không chỉ dài vô cùng mà còn rộng mênh mông, bát ngát. Hai chữ Tràng Giang mang sắc thái cổ điển trang nhã, gợi liên tưởng về dòng sông Trường Giang trong thơ Đường Thi, một dòng sông của muôn thuở vĩnh hằng, dòng sông của tâm tưởng, một không gian với dòng sông dài và rộng. Bên cạnh đó, hai tiếng Tràng Giang cất lên càng gợi âm vang của nỗi buồn da diết. Câu thơ của Huy Cận nhấn mạnh sự tương quan về sắc thái. Sóng gợn miên man vô tận cũng như nỗi buồn điệp điệp triền miên da diết khôn nguôi. Câu thơ không những tả thực hình ảnh những con sóng gợn nhẹ trên mặt sông mênh mông mà còn thổi vào đó màu sắc tâm trạng của con người. Qua cái sầu đa cảm của thi nhân,
từng đợt sóng được nhân hóa cũng mang tâm trạng như con người. Nỗi buồn của dòng sông phải chăng cũng chính là nỗi buồn sâu thẳm trong nhân vật trữ tình. Tính từ buồn kết hợp với từ lái điệp điệp càng làm cho nỗi buồn đó thêm khắc khoải, nối tiếp nhau như những đợt sóng chẳng thể nào dứt. Nếu các thi nhân xưa tìm đến thiên nhiên để mong hòa nhập, giao cảm, thì Huy Cận lại tìm về thiên nhiên để thể hiện nỗi ưu tư, buồn bã về kiếp người cô đơn, nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Đó cũng là vẻ đẹp đầy sức quyến rũ của tác phẩm, ẩn chứa một tinh thần hiện đại. Hình ảnh đối lập giữa cái bao la mênh mông của sông nước với con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng càng làm nổi bật và tô đậm thêm hình ảnh nhỏ bé của con thuyền. Con thuyền bé nhỏ chảy trôi theo dòng nước. Con thuyền là hình ảnh tả thực nhưng cũng là hình ảnh ẩn dụ gợi cho ta liên tưởng đến thân phận nhỏ bé nổi trôi của kiếp người. Nghệ thuật đối trong cụm từ thuyền về nước lại kết hợp với biện pháp nhân hóa sầu trăm ngã trong câu thơ thứ ba gợi lên sự chia lìa phân tán, cảnh vật như cũng nhúm nỗi sầu cô đơn của con người. Vậy thì cảnh vật đã khơi gợi nỗi buồn cho con người hay chính nỗi buồn của con người lan tỏa vào cảnh vật? Có lẽ là cả hai hướng, bởi cảnh và tình luôn có sự tác động, giao hòa với nhau. Hai câu thơ cuối của khổ thơ nhịp nhàng, chậm rãi như những tiếng thở dài não nuột đang trào dâng trong lòng nhà thơ. Thuyền về, nước lại, sầu trăm ngã, củi một cành khô, lạc mấy dòng. Nếu như các phép đối ý, đối xứng cùng với các thi liệu, hình ảnh quen thuộc như con thuyền, sóng nước làm cho khổ thơ phản phất hương vị cổ điển của đường thi, thì việc xuất hiện hình ảnh một cành củi khô trôi dạt giữa dòng sông nhỏ nhoi tầm thường ở câu thơ thứ tư là một hình ảnh mới mẻ, đã thổi vào bài thơ một làn gió mới. Bởi ở văn học trung đại, khi sáng tác, người ta chỉ tập trung nói đến những hình ảnh trang nhã, đẹp đẽ như tùng, cúc, trúc, mai, trăng hay gió, chứ không đề cập đến những hình ảnh dân dã, tầm thường như cành củi khô. Hình ảnh cành củi khô vừa có giá trị miêu tả hiện thực, vừa mang ý nghĩa tượng trưng, biểu tượng cho một kiếp người phù du, bé nhỏ, trôi nổi trên dòng đời vô định. Hình ảnh ấy đưa lên đầu câu như có sức ám ảnh, khơi gợi, càng nhấn mạnh hơn sự đơn độc, lẻ loi, vô định của sự vật lẫn trong tâm trạng, cảm xúc của con người. Phải chăng đó là hình ảnh ẩn dụ cho một Huy Cận với cái tôi bơ vơ, lạc lõng trong chính cuộc đời của mình? Tóm lại, ở khổ thơ thứ nhất, cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước đã được nhà thơ tái hiện qua nét vẽ chân thật, vừa mang tính hiện đại, vừa mang nét cổ điển của thơ ca truyền thống. Thiên nhiên ấy chính là chất xúc tác khơi gợi bao nỗi niềm cảm xúc của một hồn thơ, dằn dặt một nỗi buồn nhân thế, một nỗi đau đời, theo như nhận định của nhà phê bình văn học Hoài Thanh. Sang đến khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba, cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước đã được thay thế bằng cảnh hoang vắng trên sông. Không gian có phần thu hẹp hơn, thế nhưng dường như nỗi buồn lại càng trở nên đậm đặc hơn, bao trùm cảnh vật. Lê thơ cồn nhỏ, gió điều hiu, đâu tiếng làng xa, vãn chợ chiều. Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót, sông dài trời rộng, bến cô liêu. Ở khổ thơ thứ hai, Huy Cận tiếp tục sử dụng bút pháp quen thuộc trong đường thi khi sử dụng các từ lái vần liên tiếp lơ thơ, điều hiu, chót vót để diễn tả trọn vẹn sự cô quạnh, hoang vắng của cảnh vật. Xa xa giữa lòng sông là những cồn cát nhỏ, rời rạc, thưa thớt mà dường như chẳng hề có chút kết nối. Từ đâu trong câu thơ, đâu tiếng làng xa, có nhiều cách hiểu. Đâu là đâu có, là phủ nhận âm thanh của tiếng chợ chiều, hay là cũng có nghĩa là đâu đó,
gợi lên âm thanh yếu ớt của tiếng chờ. Nhưng có lẽ dẫu hiểu theo cách nào đi chăng nữa thì câu thơ vẫn gợi lên trong lòng người đọc nỗi buồn, sự hoang vắng, tàn tạ, thiếu vắng đi sự sống của con người. Trong câu thơ cuối của khổ 2, nghệ thuật đối lập với các hình ảnh nắng xuống, trời lên, sông dài, trời rộng vừa có tác dụng nhấn mạnh cái mênh mông, hoang vắng của đất trời, vừa làm nổi bật lên sự nhỏ bé của con người trước vũ trụ rộng lớn bao la. Tác giả dùng sâu chót vót thay vì cao chót vót, bởi lẽ chữ sâu không chỉ tả cảnh mà còn tả tình. Nó không chỉ gợi lên một khoảng không gian rộng lớn, thăm thẳm, sông dài trời rộng, mà còn gợi lên cả nỗi buồn, sự cô đơn đến tột cùng của lòng người trước cái mênh mông hoang vắng của cảnh vật. Cụm từ bến cô liêu ở câu cuối khổ 2 dường như đã khắc họa rõ nét hơn nỗi buồn mênh mông đó. Sang khổ thơ thứ 3, hình ảnh tả thực những cánh bèo trôi dạt trên sông, hàng nối hàng, cũng là một hình ảnh ẩn dụ thường thấy trong thơ ca, biểu tượng cho những thân phận, những kiếp người nhỏ bé trôi nổi giữa dòng đời vô định. Cũng như hình ảnh cành củi khô ở khổ 1, hình ảnh những cánh bèo hàng nối hàng trôi dạt trên sông cho thấy sự hoang mang của Huy Cận trong việc tìm ra con đường đi cho chính mình. Đó phải chăng cũng là nỗi niềm của cả thế hệ những nhà thơ, những nhà văn trước cách mạng. Một Xuân Diệu vừa rạo rực, tha thiết yêu đời nhưng cũng không khỏi hoài nghi, khắc khoải, cô đơn. Một Chế Lan Viên trăn trở đi tìm cái tôi cá nhân trong thế giới nổi loạn, điên cuồng, không định hướng. Một Hàng Mạc Tử chìm trong thực và mộng. Một Nam Cao băn khoăn trước bi kịch sống mòn của giới trí thức nghèo trước cách mạng. Và một Huy Cận với hồn thơ ảo não trên vên giữa cõi đời rộng lớn. Cảnh mênh mông, buồn bã, trống vắng quạnh hiu của Tràng Giang càng được nhân lên bằng mấy lần phủ định. Không đò, không cầu. Thông thường, con đò, chiếc cầu nối đôi bờ là biểu hiện của sự giao nối giữa con người và cuộc sống, thường gợi về cuộc sống tấp nập, gần gũi và gợi nhớ quê hương. Nhưng ở đây, tất cả đều bị phủ định, không một cái gì gợi về tình người. Lòng người muốn gặp gỡ lại qua nơi đôi bờ hoang vắng, thế nhưng hai bờ sông cứ thế chạy dài vô tận như hai thế giới cô đơn, không chút niềm thân mật của những tâm hồn đồng điệu. Cảnh Tràng Giang chỉ còn lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Với nét bút chân thật, cách sử dụng từ mới mẻ, độc đáo, hai khổ thơ 2 và 3 của bài thơ đã khắc họa cảnh hoang vắng trên sông trong nỗi cô đơn rợn ngợp của con người trước cảnh vật. Nếu trong ba khổ thơ đầu, nhà thơ đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên rộng lớn, hoang vắng với nỗi buồn cô đơn, thì trong khổ thơ thứ 4, tác giả đã thêm vào cho bức họa thiên nhiên ấy một gam màu mới. Đó là cảnh hoàng hôn kỳ vĩ, ẩn chứa một tình yêu quê hương, đất nước tha thiết của nhà thơ. Lớp lớp mây cao đùng núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê dợn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Ở khổ thơ cuối, vẻ đẹp cổ điển trong phong cách sáng tác của Huy Cận càng được thể hiện rõ nét. Đó chính là khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ, là bút pháp chấm phá thường sử dụng trong đường thi. Lớp lớp mây cao đùng núi bạc, từ lấy lớp lớp kết hợp với động từ đùng đã gợi tả cảnh hoàng hôn kỳ vĩ với hình ảnh mây vờn quanh núi từng lớp dày đặc, chồng chất lên nhau. Những ngọn núi trông như được giác bạc dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ hiếm có. Hình ảnh trong câu thơ này có lẽ Huy Cận lấy chất liệu từ câu thơ đường của Đỗ Phủ trong bài Thu Hứng. Mặt đất mây đùng cửa ải xa, dịch thơ Nguyễn Công Trứ. Và trên cái khung cảnh tráng lệ ấy xuất hiện một cánh chim nhỏ bé lạc lõng, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Đó là hình ảnh cánh chim nhỏ nghiêng cánh để bóng chiều xà xuống bao trùm khắp không gian,
hay cũng có thể hiểu là bóng chiều đổ xuống làm nghiêng đi cánh chim nhỏ bé. Hình ảnh cánh chim trong thi ca cổ điển thường là dấu hiệu của buổi hoàng hôn, của buổi chiều tà, thường mang đến cho con người những nỗi bâng khuâng, bất định trong tâm tưởng. Thì khi đi vào thơ Huy Cận, nó còn biểu hiện của sự sống, là khát vọng, là nỗi nhớ quê hương da diết của nhà thơ. Hai câu thơ cuối của bài thơ là một sự sáng tạo mới trong cách dùng từ của Huy Cận. Giận giận là từ lái gợi cảm giác về một nỗi buồn miên man vô hạn. Câu thơ cuối của bài thơ, Huy Cận lấy tứ thơ từ bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu để diễn tả nỗi nhớ quê hương da diết của mình. Nếu ở bài thơ Hoàng Hạc Lâu, Thôi Hiệu cần mượn khói sóng để bộc lộ nỗi nhớ quê hương. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Thì ở đây, Huy Cận không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Phải chăng nhớ quê hương đó là nỗi nhớ thường trực, khắc khoải trong trái tim và tâm hồn của người con xa xứ? Khổ thơ cuối là bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ trong buổi hoàng hôn, ẩn chứa một tình yêu quê hương, đất nước tha thiết của nhà thơ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần đọc hiểu văn bản, phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Tràng Giang. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Về phần nghệ thuật, bài thơ vừa mang nét đẹp cổ điển, vừa mang nét đẹp hiện đại. Vẻ đẹp cổ điển được thể hiện qua lối thơ 7 chữ mang đậm phong vị đường thi, qua cách dùng từ lái tượng hình, qua việc sử dụng các thi liệu cổ điển quen thuộc như mây, sông, cánh chim. Và trên hết là cách vận dụng các tứ thơ cổ điển gợi cho bài thơ không khí cổ kính trầm mặc của thơ Đường. Vẻ đẹp hiện đại của bài thơ thể hiện ở một cái tôi mạnh dạn, táo bạo, dám trực tiếp bộc lộ nỗi buồn của riêng mình. Và đó cũng là nỗi buồn của cả một thế hệ thanh niên yêu nước thời bấy giờ chưa tìm thấy lối đi đúng đắn. Nét đẹp đó còn được lan tỏa qua các câu chữ sáng tạo, độc đáo của nhà thơ. Về phần nội dung, qua bài thơ mới mang vẻ đẹp cổ điển, Huy Cận đã bộc lộ nỗi sầu của cái tôi cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người, tình đời, lòng yêu nước thầm kín mà thiết tha. Các bạn thân mến, nhận xét về tinh thần thơ mới trong tác phẩm Thi Nhân Việt Nam, nhà phê bình Hoài Thanh đã viết: đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi, mất bề rộng ta đi tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong tình trường cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Và bài thơ Tràng Giang chính là một minh chứng sống động tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách sáng tác của Huy Cận trước cách mạng tháng 8. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi video bài giảng Tràng Giang phần 2 của kênh Văn Học và Những Cảm Nhận. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhận được những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!